rồi làm cạch một cái đi. Lượn lượn chạy luôn, thanh niên giờ vượt bên trái không à, đập cái túi kia gần gì, bấm thử. Ok rồi, ok rồi, để anh đi lượm coi. Không, xe đông lắm, đi vô lên xe ngồi không có che dù gì đó đó. Trời ơi, may mà không bị xe cán. Thì nó gãy cái chốt này chắc để sửa lại gắn vô được à. Tước cái đầu lọc của đứa thuốc ra nè, mình lấy mấy cái sợi này ụp vô đây. Xong rồi á, làm nhiễu keo 5-2 vô là dính cái đầu nhựa này. Cái cấu trúc nó cũng giống như rằng là khi mình đổ bê tông nó có cái lưới sắt đó. Hoặc là anh chị thấy mà người ta làm composite mà có xài cái lưới sợi thủy tinh á, nó nhiễu vô đây là dính lại chắc à. Cứng nhắc ngon lành, anh chị mà ở nhà có đồ mũ, bộ đồ nhựa mà nứt bể vậy đó, dán lại mấy cái chốt này là làm theo cái cách của Nhi chia sẻ thử đi. Đó, vô cái cọc cái nó ngon lành nè, cứng nhắc luôn nè. Nguyễn Nhi đi quay bất động sản mà đi ngang ngã tư thanh niên nguy hiểm á, chặt 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 cái nào, vượt cái một cái rớt cái nắp kính chống hậu luôn. Thì cái quốc lộ 1A nè anh chị, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn An Lạc là đây nè. Đi về miền Tây thì ngày hôm nay Nguyễn Nhi lên cái lô đất này nè, chiều ngang là 10, dài vô là 65, từ hết cái dách này luôn cả cái cổng này, sân rộng này, luôn cả cái căn nhà quán cà phê bên đây luôn, có cái kiosk cho thuê. Còn sân rộng này lúc trước gara ô tô của ông chú nhà làm, nhưng mà giờ chú lớn tuổi rồi cho nên rằng là toàn bộ nguyên một cái phần sân trống lóc vậy, nhà người ta rất thục tuốt ở sao. Còn ở trước này là đã có cái mái tôn vậy rồi. Cái đường quốc lộ 1A này là có lộ giới nha anh chị, cái hẻm bên hông túi bên kia cũng có lộ giới, nhưng mà cái tuyến mà đi miền Tây này là đường lớn đã có cao tốc rồi, cho nên là cái chuyện lộ giới là trên sổ thôi. Nguyễn Nhi đã nói trước cho anh chị rồi, về sử dụng thực tế và được công nhận trên sổ là toàn bộ diện tích hết 669 m2 mà có sẵn 192 m2 đất thổ cư, tức là gồm cả căn nhà có một lầu này và cả căn nhà bên đây luôn, hai phương án luôn, bán và cho thuê luôn. Cho thuê hết toàn bộ diện tích tức là gồm có hai căn nhà kia là 25 triệu một tháng, còn nếu mà thuê toàn bộ cái sân này không á thì là 18 triệu một tháng. Còn nếu như mà bán hết thì là 25 tỷ toàn bộ diện tích. Khu vực này thì nè, tiện vận chuyển logistics nè, vật liệu xây dựng nè, vật tư xây dựng ví dụ như tôn, xà gồ, cây, sắt, hộp, tất cả mọi thứ. Nhà xe, gara ô tô, chành xe hoặc là cái kiểu mà phải xe nâng, xe hàng, xe cuốc, xe móc gì mấy cái đó là rất phù hợp tại cái sân này nó rộng nha anh chị. Thì cái mùa Tết này anh chị nào ở miền Tây nhà vườn mà có lên trưng bày mai tết cây kiển đồ mà bán tết mùa thời vụ thôi theo ngày đó, ở đây ta cho thuê tính ngày luôn, cứ gọi ngay cho chính chủ anh Hùng 0976 464 344. Nguyễn Duy đi review thực tế như vậy là không có ăn tiền cò môi giới hoa hồng bằng căm cái gì hết á, được thù lao không quay phim rồi. 0903 644 679 số của Nguyễn Duy, anh chị mình có bất động sản cần review còn Nguyễn Duy bằng số đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác. Năm mới nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sắm tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng tiền. Nguyễn Duy.